Ví dụ sách là cái tri thức để giảng giải, để cho họ học, họ hiểu á, thì chúng tôi có thể phát. Nhưng còn kinh này là không bao giờ phát. Ai thỉnh thì mới cúng giảng. Thỉnh thì chúng tôi cúng giảng. Cúng giảng về thì các quý vị phải đọc tụng, phải nghiên cứu. Sau khi đọc tụng xong phải để lên nơi gì? Nơi giá cao sạch sẽ. Hoặc cho vào cái túi treo lên, đóng cái đinh cao lên khỏi cái giường nằm của mình. Mà để thì đừng có để ở dưới chân. Để lên phía trên đầu của mình á, hoặc ít nhất cũng phải ngang, ngang lưng, ngang ngực của mình đi lên. À, chứ đừng có treo kinh ở dưới chân, chân tường ở dưới đầu giường, chân giường ngủ của mình. Cho dù treo cao mà để dưới chân giường ngủ của mình thì cũng không nên. Như vậy là không có sự cung kính và tôn trọng đối với giáo pháp của Phật. Đấy, cũng nói thêm để chúng ta hiểu được cái điều đó. Cho nên á, chúng ta thấy cái bộ kinh này nó có cái sự gia trì lớn lao của chư Phật, chư Bồ Tát. Đặc biệt là các vị thần linh. Các vị thần linh ở trong cõi Sa Bà này, tức là từ trái đất này, từ thập điện Diêm Vương cho đến các vị gì? Các vị thần chủ mệnh thế gian và các vị quỷ thần gặp bộ kinh này đều phải cung kính lễ bái, đều phải tôn trọng. Gặp người đọc tụng bộ kinh này đều phải nể phục và đều phải cúng giảng. Nếu mà chúng ta là cái người thọ trì bộ kinh này miên mật thì các vị quỷ thần, các vị thần linh nhận đến chư thiên gặp thấy chúng ta vẫn gì, vẫn mưa hoa để cúng giảng. Đó, cho nên á, cái công đức của người thọ trì đọc tụng bộ kinh này rất lớn. Chúng ta thấy trước đây bộ kinh này ở Việt Nam chúng ta mọi người cứ nghĩ rằng chỉ có vào dịp Vu Lan báo hiếu thì mới tụng khoảng một tuần hoặc hai tuần là xong, là lại cất kinh bỏ đấy. Hoặc rằng á, bao giờ có người chết hoặc sắp chết thì họ mới tụng khoảng một tuần, thế là xong rồi cũng cất kinh bỏ vào đấy. Nhưng bây giờ ngày nào cũng có khoảng trên dưới 30.000 đọc tụng bộ kinh này. Những cái tai họa lớn cũng không thể xảy ra khi mà còn nhiều người tín thọ đọc tụng bộ kinh này, y giáo phụng hành với lời Phật dạy trong bộ kinh này. Vì sao? Vì được Thiên Long Bát Bộ hộ trì, chư Phật Bồ Tát hộ trì, và đặc biệt là chúng quỷ thần dưới cõi âm cũng gì, cũng hộ trì. Các cụ ngày xưa thường nói là gì, âm mà siêu thì dương sẽ gì, sẽ thái. Âm siêu dương thái, hai bên đều hài hòa với nhau thì chúng ta không có sợ gì chiến tranh, không có sợ gì là nạn nước lửa lớn. Còn cái nhỏ nhỏ thì đương nhiên nghiệp của chúng sinh họ vẫn tạo ác thì cái nghiệp nhỏ vẫn còn xảy ra. Chứ còn cái nghiệp lớn, cái đại nạn lớn, ví dụ như là sóng thần, ví dụ như là đại hạn bây giờ chúng ta thấy là các nơi thì họ đại hạn, nhưng Việt Nam chúng ta là một vài năm nay, đặc biệt là khu vực phía Bắc, các tỉnh ở phía Bắc chúng ta này gần như không có nơi nào đại hạn lớn. Và đặc biệt là 1-2 năm nay. Vì sao? Vì cái pháp Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ở đâu tổ chức Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm thì ở nơi đó là được bình an, được thoát khỏi, chúng sinh nơi đó thoát ly những cái khổ ách nạn lớn, như là nạn nước, nạn lửa và nạn gì? Gọi là tật dịch đó, gọi là dịch bệnh đó, những cái dịch bệnh quái ác đó. Mà do gì? Do ác nghiệp của chúng sinh tạo nên đó, thì nơi đó sẽ không có. Và chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta từ năm 2012 rất nhiều nơi đã tổ chức Trung Phong Tam Thời Niệm. Vì sao mà tổ chức Trung Phong Tam Thời Niệm họ lại khỏi thoát được cái đó? Vì là những oan hồn, những cái oán khí, oan hồn đó tức là oán khí, những cái oán khí đó họ được đi siêu thoát rồi, được Phật Bồ Tát cảm hóa giáo hóa cho họ rồi. Họ từ một cái người hung ác với đầy những cái lòng thù hận ở trong tâm tạo thành oán khí. Sinh ra rồi, như là trong kinh Đức Phật nói, nếu mà tham á, oán khí tham chồng chất á, thì sẽ sinh ra gì? Sẽ sinh ra là nạn nước lũ, sẽ sinh ra là lũ lụt. Lòng sân á, của chúng sinh á, chất chồng á, thì sẽ sinh ra nạn gì? Nạn hỏa tai, tức là
Mình có thể nói thì hỏa tai do trời làm ra thì gì? Thì đại hạn đó, thì hạn hán. Khô cằn, cây cối đều chết. Nước uống thì thiếu mà con người cũng gì? Cũng chết đó. Đó. Còn thủy tai tức là do mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, lũ ống, rồi sóng thần vân vân. Đó là do gì? Tham thì sẽ có, lòng tham nó tượng trưng cho gì? Cho nước. Thì tham càng lớn, chúng sinh lòng tham càng lớn thì sẽ gặp vào cái nạn thủy tai. Sân tượng trưng cho gì? Cho hỏa. Tượng trưng cho hỏa, sân là nóng nảy mà tượng trưng cho hỏa. Một số các pháp sư giảng là tham á, thì thuộc về hỏa, còn sân nó thuộc về thủy. Nhưng tôi đính chính lại, tôi nghiên cứu trong kinh Phật, kinh Đức Phật nói tham là gì? Là thuộc về về thủy tính. Nó cứ dần dần nó lên. Chúng ta thấy lòng tham con người á, nó cứ thế nó lên dần. Được một thì gì? Muốn hai, muốn ba, muốn bốn, muốn năm. Được năm rồi lại muốn sáu, muốn bảy. Cứ dần dần nó lên. Cái tính của nó giống cũng như tính nước vậy. Nó nước nó cứ trôi hết qua khe khách là nó cứ thế lên dần. Và nước đi đến đâu thì các cụ nói là gì? Mềm như vậy đấy. Nhưng mà nước chảy thì đá gì? Đá mòn. Cho nên trong kinh của Đức Phật, kinh gốc của Đức Phật, kinh Nguyên Thủy, kinh cổ của Đức Phật nói là gì? Tham thuộc về thủy tính. Lòng tham mà lớn thì sẽ bị nạn gì? Nạn thủy. Sân mà gì? Mà lớn thì bị nạn hỏa. Mà si á, con người ta khu ngu si, chấp trược không chịu học hành giáo pháp của Đức Phật, không chịu bỏ ác làm lành, lánh dư hành thiện, không tin nhân quả, báng phá tam bảo đó, gọi là si. Mà si mê á, thì sẽ bị nạn gì? Phong tai. Phong tai đó đây là, tức là gió bão đó. Mà chúng ta thấy mấy năm nay, từ 2012 tới giờ, miền Bắc chúng ta, bão lớn có vào miền Bắc chúng ta có phá hoại nhiều không? Rất ít các quý vị. So với khoảng độ tầm chục năm về trước, hơn chục năm về trước, bình thường khoảng độ tầm 10 cơn bão thì phải có gì? Có đến 8-9 cơn bão đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc của chúng ta, đúng không? Nhưng mà bây giờ là tháng mấy rồi các quý vị thấy không? Năm nay bây giờ là chuẩn bị sang tháng 7 rồi, chưa có một cơn bão nào đổ bộ vào miền Bắc. Vì sao? Có một cái gì đó chúng ta thấy là rất là khó giải thích. Đặc biệt là cái năm 2013 đúng không? Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất. Cái đợt đó là chúng ta biết là khi chúng ta đang làm lễ để tri ân báo ân đối với giác linh Cố Đại tướng ở đây, chúng ta thấy khi đó có cơn bão gì ạ? Cơn bão Hai An. Mình dịch là cơn bão Hải Yến đó. Tên quốc tế là cơn bão Hai An. Nó đổ bộ vào Philippines, nó làm chết hàng gì? Hàng chục nghìn người, hơn chục nghìn người. Nó tàn phá cả 2-3 tỉnh của Philippines. Và dự kiến nó đổ bộ vào thẳng các tỉnh miền Bắc của Việt Nam chúng ta. Từ Hải Phòng, Quảng Ninh cho đến Ninh Bình các thứ đó. Mấy cái tỉnh miền Bắc nói chung là cái rốn bão nó đi vào là mấy tỉnh miền Bắc ven biển, đặc biệt là mấy tỉnh ven biển. Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, vân vân đó. Mà nhà nước của chúng ta đã lên cái phương án sơ tán hàng mấy chục ngàn người sơ tán rồi. Và cũng ở tại hội trường này, tôi nói với các quý vị 4-5 ngàn người lúc đó đang làm lễ trung phong tam thể niệm, tri ân báo ân Cố Đại tướng. Và tôi nói rằng bây giờ hôm nay cái trách nhiệm của chúng ta 4-5 ngàn người ở đây, thế đây là cầu gì? Là hướng tâm, cầu Phật Bồ Tát, cầu các vị thần linh để giải trừ oán khí cho đồng bào, nhân dân các tỉnh khu phía Bắc, đặc biệt là ven biển, mấy tỉnh phía Bắc của chúng ta. Cơn bão Hai An đang tiến vào gần. Mà theo dự kiến của, cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, họ nói rằng cơn bão này đổ bộ vào, không thể tránh được. Không thể tránh được vì nó đi đâm thẳng vào một cơn bão lớn trong vòng 60 năm nay mới có một cơn bão lớn như thế từ Biển Đông đổ bộ vào. Thế tôi bảo với các quý vị, chúng ta ngoài cái trách nhiệm tri ân báo ân và siêu độ ra, chúng ta còn có một cái trọng trách là hãy hướng tâm, dành chọn một khóa lễ để hướng tâm, tức là một ngày thứ hai đó để hướng tâm. Cầu nguyện cho cơn bão vào tới
đất liền Việt Nam của chúng ta thì nặng biến thành nhẹ, mà nhẹ thì gì? Thì biến thành áp thấp nhiệt đới và tan đi. Và chúng ta thấy vào tới biển, cách bờ biển khoảng độ gần 100 cây số thì nó cứ thế là nó dẻo dẻo vào trong miền Trung, nó quay ra nó đi. Đúng ra thì theo cái cơn nó cứ thế nó đi thôi, nhưng này nó quay thành chữ L và nó đi cứ dẻo dẻo dọc bờ biển, nó đi vào tới bờ biển miền Trung một cái biến thành gì? Áp thấp nhiệt đới và hết. Cho nên tâm niệm trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Nhất thiết duy tâm tạo. 1.000 người khởi cùng một cái niệm thiện tâm, cái đại thiện tâm niệm Phật, tức là niệm gì? Niệm về đại công đức, về đại bồ đề tâm rồi, chứ không phải là thiện tâm bình thường của phàm phu thế gian nữa, mà đấy là còn niệm tâm gì? Niệm giác. Niệm Phật tức là niệm giác, niệm đại bồ đề tâm. Không chỉ 1.000 mà 4-5.000 người đồng niệm như vậy. Cho nên cái sự gia trì là bất khả tư nghị. Đấy, cho nên đấy, kể cho chúng ta nghe như vậy, cho nên đó, mới nói là tham sân si thì sẽ khởi ra những cái nghiệp chướng của xã hội, của thế gian như thế. Còn nếu chúng ta không tham sân si thì sẽ tiêu diệt được những cái chướng nạn đó. Cho nên đó, tôi mới nói với các quý vị hôm nay là mọi người sợ rằng cuối năm nay sẽ có chiến tranh. Một số người sẽ nói rằng sợ rằng vào cái dịp bầu Mỹ, đất nước Mỹ bầu cử tổng thống, một số nước xấu họ sẽ lợi dụng vào cái chuyện đó, họ sẽ đem quân họ đánh chiếm đảo của Việt Nam chúng ta, cũng như là đánh chiếm biên giới Việt Nam chúng ta. Thì tôi bảo rằng nếu mà chúng ta vẫn còn nhất tâm để thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp. Sắp xếp làm sao? Sắp xếp làm sao chúng ta không thể biết được. Nhưng chúng ta chỉ biết rằng á, những cái bộ máy lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước chúng ta sẽ có cái nhìn sáng suốt để dàn xếp làm sao đó để không để cho chiến tranh xảy ra. Mà chiến tranh xảy ra thì khổ lắm các quý vị. Không bên nào sướng đâu. Bên thắng cũng gì? Cũng không sướng đâu. Mà bên thua thì càng khổ nữa. Đó. Mà chưa biết là bên nào thắng, bên nào thua. Vì đất nước của chúng ta tuy nhỏ thật, nhưng mà khi mà đất nước chúng ta gặp hoạn nạn thì 100 người như 1, 1.000 người như 1, 1.000 người như 1. Cái sự cố kết của dân tộc theo lịch sử của Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay nó có cái đặc biệt như vậy. Đến khi bình thường như thế này thì lại chia nhau ra để làm kinh tế. Nhưng mà khi đất nước có hoặc gặp hoạn nạn một cái thì lại tập hợp nhau lại. Thế cho nên chúng ta mới thấy kẻ thù nào chúng ta cũng đánh thắng là như thế. Hai đế quốc giặc Pháp và Mỹ Ngụy, giặc Mỹ mạnh như thế chúng ta vẫn thắng. Từ cái chỗ là vũ khí thô sơ, từ cái con dao cái cuốc mà đánh thắng gì giặc Pháp. Đó. Cho nên cũng chưa chắc là nước lớn có thể thắng được nước nhỏ của chúng ta. Đấy là bài học lịch sử ngàn năm họ cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mình vẫn đọc tụng bộ kinh này thì chư Phật Bồ Tát gia trì cho gì? Cả cái đầu ấm của người đang tham lam kia, và cả những người lãnh đạo cao cấp nhất của chúng ta là Bộ Chính trị rồi Trung ương Đảng sẽ có những cái quyết sách, những cái đối sách là gì? Phù hợp để làm sao đó cho chiến tranh không xảy ra. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, Phật Bồ Tát gia trì không phải gia trì cho mấy ông sư và mấy bà vãi chúng ta đâu. Mấy ông sư, mấy bà Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để đọc tụng thôi. Phật gia trì cho những người lãnh đạo cao nhất có những cái quyết sách phù hợp nhất. Họ nói, tiếng nói của họ nó mới có trọng lượng đối với đất nước nhiều hơn chúng ta. Còn chúng ta, việc của chúng ta, Phật Bồ Tát giao cho chúng ta cái trọng trách, cái nghĩa vụ như thế nào thì chúng ta cứ làm tròn nghĩa vụ của chúng ta như thế. Đó, thế là đất nước được yên thôi. Cho nên tôi nói với các quý vị không phải lo. Có những người họ đã lo cho chiến tranh từ bây giờ. Họ lo cho chiến tranh từ bây giờ, cho nên vừa rồi các vị thấy là một số người là đi mua vàng để tích trữ. Mua vàng để tích trữ từ bây giờ rồi. Mà xin thưa các quý vị, chiến tranh ấy, mà xảy ra thì vàng có bán được không? Mạng còn chẳng giữ được thì giữ vàng để làm cái gì? Mà điều quan trọng chúng ta phải gì? Phải lo, làm việc thiện, hướng thiện và làm việc thiện.
để cầu cho đất nước của chúng ta thoát qua được những cái nạn ách. Chúng ta biết là cái nạn gì? Do trời làm ra mà chúng ta còn cầu được cơ mà. Tức là dông bão, bão tố mà chúng ta còn cầu được cơ mà. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm của chúng ta tưởng và tạo ra vậy. Chúng ta muốn thoát nó thì chúng ta đều có thể làm để thoát ra được. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói ở trong kinh này, tất cả cái nhân đuôi mù điếc ngọng câm vân vân đó, ở trong kinh này Đức Phật nói đều do nghiệp nhân của chúng ta tạo nên. Vậy nghiệp nhân tạo nên thì chúng ta cũng phải gì ạ? Dùng cái nghiệp nhân lành để tẩy trừ cái nghiệp nhân xấu. Giống như người nông dân vậy, trồng xuống thửa ruộng của mình những đám gì, những đám cây, những cái cây không có hiệu quả. Nay nó lớn lên rồi mà nó không ra hoa, không kết trái, không có kết quả gì thì mình lại phải đem gì ạ? Đem chặt bỏ cây đó đi để thay vào đó cái cây gì? Cây giống tốt vậy. Chứ mình không thể cứ nó không ra quả mình cứ chờ mãi như thế. Có không các quý vị? Có không? Có mà. Việt Nam chúng ta là có nhiều những trận như thế rồi. Ví dụ như là chăn nuôi này, tôi lấy cái ví dụ như là chăn nuôi. Khoảng độ 15 năm trước nó rộ lên một cái chương trình là gì? VAC, tức là vườn ao chuồng. Và đặc biệt là nuôi gì? Nuôi ốc bươu vàng. Đúng không? Nuôi ốc bươu vàng. Và chúng ta sang Trung Quốc để mua giống ốc bươu vàng để về để thả. Và chúng ta nói gì? Nó hiệu quả kinh tế rất là cao. Nó đẻ thì nhiều, mà nó lớn thì nhanh, mà bán thì lại đắt. Đúng thật như vậy. Ngày đầu tiên trong vòng 1-2 năm đầu á, người nuôi ốc bươu vàng ở Việt Nam chúng ta phải nói là hái ra tiền. Vì sao? Vì nuôi ra bao nhiêu thì mang ra cửa khẩu Trung Quốc lại bán hết bấy nhiêu, mà bán rất đắt nữa. Thậm chí là bán ở trong nước chỉ khoảng độ 5.000 một cân, nhưng bán ra cửa khẩu Trung Quốc khoảng 10.000, 15, 20.000 một cân. Chúng ta mua xong, họ mang về thì họ lại bán giống cho mình. Họ bán giống cho mình thì hàng 100.000, 200.000 một cân. Nhưng mình thì bán con cho họ có 15, 20.000 một cân. Và chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ngon lành, chúng ta thắng họ. Nông dân chúng ta thì chúng ta kiếm tiền dễ. Nhưng không ngờ rằng nuôi khoảng độ 2-3 năm sau, lòng tham của người dân của mình ấy, thì nhiều người thì trình độ không có, cho nên chỉ biết là gì, cái lời trước mắt thôi. Đầu tiên là chúng ta nuôi trong ao thì nó không sao, nhưng này thì đem ra nuôi ra cả ngoài đồng nữa, thì khi mà nó đẻ ra trứng, đẻ ra nó trôi giạt ra ở ngoài đồng và bắt đầu nó ăn hết gì? Ăn hết lúa. Đó, chúng ta thấy nó thâm không? Nó thâm không? Đến khi đó chúng ta thì chúng ta đang là cái nước xuất khẩu gạo, một trong hai nước xuất khẩu lớn, xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Thì khi mà lúa gì, ốc bươu vàng nó ăn hết lúa, thì trong vòng vài năm đó chúng ta gì, cái lúa sản phẩm, cái thương hiệu sản xuất lúa của số 1, số 2 của chúng ta ở thế giới đó thì gì, giảm đi rất nhiều. Và chúng ta gì, đánh mất cái uy tín với các nhà gì, các đất nước mà đặt gạo với nước ta, mà bây giờ mình không có đủ gạo để cung cấp cho họ. Thế là chúng ta gì, mất uy tín. Quốc gia mất uy tín thì nó còn mất rất rất là nhiều, chứ không phải là tính đến vài tỷ đô la các quý vị. Đấy, chúng ta thấy chúng ta thua họ ở cái chiến lược, mà những cái nhà hoạch định chính sách của chúng ta không nghĩ được cái, không nghĩ được cái đó. Và xong rồi bắt đầu chúng ta mới gì, khi mà ốc bươu vàng nó tràn lan ở ngoài đồng thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi nghĩ đến cái cách là gì ạ? Diệt ốc bươu vàng. Có đúng không? Nông dân có cái chương trình là Đảng Nhà nước chúng ta có cái khuyến hóa là đi diệt ốc bươu vàng. Xong nạn ốc bươu vàng lại tiếp tục đến nạn gì các vị biết không? Rùa tay đỏ. Rùa tay đỏ. Xuất phát từ đâu? Cũng ở Trung Quốc, giống ở Trung Quốc đưa vào mà ra. Đầu tiên á, nó cho vào mình, nó bảo cái giống rùa này lớn rất nhanh, đẻ rất nhiều, rất nhiều. Đẻ nhiều mà lớn nhanh, kinh tế tốt, đem bán làm thịt rồi đem bán là các thứ gì đó vân vân, chả biết. Nhưng mà gì, mình cứ người nông dân mình mua về nuôi 1-2 năm đầu á, nuôi bao nhiêu đem lên cửa khẩu cũng hết, thậm chí về thu mua ở tại công ty, tại nhà dân luôn, bao nhiêu cũng hết. Và chúng ta gì, thi nhau nuôi rùa tay đỏ. Người dân của Việt Nam của chúng ta nó có một cái, khi mà thấy cái gì kiếm ra tiền một cái là cho dù á,
các bộ ngành trung ương có nói thì cũng không nghe, lén lút để làm, miễn là được tiền. Một số người dân là như thế. Cho nên chúng ta thấy là dân thì thi nhau nuôi rùa tay đỏ. Được 1-2 năm sau, nuôi xong một cái, Phật tử của chúng ta với cái lòng cứu sinh mà, tâm bồ đề cứu sinh, thì thường là phóng sinh gì? Cứ rùa là chúng ta phóng sinh. Rùa thuộc về gì ạ? Theo cái phong tục tập quán của người phương Đông, chúng ta thuộc về tứ gì? Tứ linh là Long, Ly, Quy, Phượng. Long là rồng, Ly là gì? Là con Ly là cái loài vật chỉ ở có trong truyền thuyết rồi. Quy thì có hẳn đó là gì? Là rùa. Và chúng ta cho tất cả loài rùa đều là gì? Là quy. Phượng. Đó, đấy là tứ linh ở trong cái niềm tin dân tộc. Các dân tộc ở khu vực đất nước châu Á chúng ta, đặc biệt là các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Cho nên là chúng ta nghĩ rằng đem phóng sinh cái gì? Cái một trong vật tứ linh như vậy là có phước rất nhiều, có phước hơn là phóng sinh những con cua cá tôm. Mà đem mua được những cái con rùa, con ba ba hay con rùa của thuần chủng ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì rất hiếm, vì nó hiếm lắm. Cho nên đi đến mua, đến hiệu, đến cửa hàng bán đồ phóng sinh mua rùa đấy toàn là gì? 99% là rùa gì? Rùa tay đỏ. Và Phật tử chúng ta đem phóng sinh ra sông, ra suối, ra ao, ra hồ. Và kết quả là cái con rùa phào tay đỏ nó rất phàm ăn, mà nó rất nhanh các quý vị. Cụ thể là ở trong chùa Tản Khai Nguyên nhà mình rồi, cái bể cảnh chỗ Đức Phật A Di Đà Tây Phương Tam Thánh trước cửa chùa, ngày xưa phải có đến là gì 400-500 con cá chép vàng to nhỏ, có các thứ có. Nhưng mà sau dần dần tôi cứ thấy là gì, mỗi một hôm tôi lại thấy là thưa đi một chút, và mấy tháng sau tôi chỉ còn thấy có 20-30 con to, nó không ăn được nữa thôi. Và dần dần con to nó cũng thấy mất dần. Hóa ra tôi mới ra, tôi đứng tôi xem, tôi hỏi mấy bác ở trong chùa đấy, bắt cái cá đấy thả đi đâu hết rồi? Thế các bác bảo không bắt. Tôi ra tôi đứng mới xem mới thấy giật mình sởn hết cả gai ốc, là một cái con rùa nó chỉ to hơn cái bát con một tí thôi. Mà con cá bơi nhanh như thế nhưng mà không chống được, nó đuổi có một vòng 2-3 mét chung quanh mấy hòn đá thôi. Thế là nó cái con cá to bằng 4 ngón tay con cá chép đỏ, mà con rùa nhỏ nhỏ chỉ bằng cái bát con, mà nó cặp được con cá và con cá không dãy giụa được và nó ăn. Lúc đó tôi mới phát hiện là hóa ra 400-500 chú cá vàng, cá chép đỏ bị có một con rùa mà nó sơi tái trong vòng mấy tháng. Nó phàm ăn như thế. Cho nên tôi phải ra lệnh là đem bắt con rùa đó, đem bỏ đi nơi khác, đem bỏ ra sông, mình không giết đâu. Rồi đem bỏ ra sông. Ra sông thì sông nó lớn hơn, thì nó cá mọi cái nó cá nhỏ, cái loại cá, loại hải sản nhỏ hơn, loại thủy tộc nhỏ hơn, nó có thể có cái đường thoát nhiều hơn. Chứ còn ở trong cái bể nó chỉ có hơn chục mét vuông thôi mà vướng đá rồi, không thể bơi nhanh được. Cho nên là cái chỗ mồi ngon cho nó ăn. Và đặc biệt là chúng ta thấy là cái hệ môi trường sinh thái ở dưới nước là không cân bằng, vì cái nạn rùa tay đỏ nó ăn hết gì? Ăn hết cái loài cá nhỏ. Cá to thì có thể nó bơi được, nó khỏe nó bơi được, nhưng cá nhỏ khi mới đẻ ra, rùa tay đỏ cứ thế nó chén thôi. Đó, cái hệ là môi trường sinh thái dưới sông, dưới nước của chúng ta bị cái nạn rùa tay đỏ và nó không cân bằng. Và cách đây 3-4 năm nay là Đảng Nhà nước chúng ta mới nhận ra cái đó. Cho nên cũng khuyến hóa là gì? Khuyến hóa là diệt rùa tay đỏ và không nuôi rùa tay đỏ nữa. Vì mấy năm đầu chúng ta nuôi là gì? Nuôi bao nhiêu bán sang Trung Quốc hết bấy nhiêu. Nhưng bây giờ họ không mua nữa. Khi mà cái rùa nó phát triển đầy các con sông, con suối ở Việt Nam chúng ta rồi thì nó không mua nữa. Chúng ta thấy không? Đó. Chơi cái gì chúng ta cũng phải gì? Ăn một vố đau sau đó thì chúng ta mới gì? Mới nhớ đời thì cái đó mới rút kinh nghiệm. Đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng qua cái cuộc sống, chúng ta tu tập thì tu tập thật, nhưng mà chúng ta lòng từ bi thật, nhưng mà chúng ta cũng phải xem cái nào chúng ta nên làm, còn cái nào chúng ta không nên làm. Tất nhiên chúng ta không chê bai, nhưng không nên làm. Ví dụ như bây giờ Đảng Nhà nước, các bộ ngành trung ương thấy cái phát hiện ra
cái vấn đề mà đem phóng sinh thả ốc biêu vàng xuống dưới đồng của ruộng của dân, nó hại hết lúa của dân, họ kêu, thì mình cũng không nên. Cái thứ hai là đem phóng sinh rùa tai đỏ ra sông ra suối thì nó là không cân bằng môi trường, thì chúng ta gì cũng không nên. Thế hôm rồi chưa gì có mấy Phật tử nói rằng á, thầy làm xong ao chưa, con phát tâm đem mấy tạ rùa lên con phóng sinh ở ao của thầy. Tôi hỏi rùa gì? Thế bảo bây giờ thì họ chỉ bán rùa tai đỏ. Tôi bảo thôi đừng mang rùa tai đỏ lên đây, rồi cả cái ao cá của tôi chỉ làm mồi cho mấy tạ rùa tai đỏ của bà hết, công đức chả thấy đâu, có khi thì bà lại có tội nhiều hơn. Nó chả khác gì là phóng sinh toàn gì kẻ gì ạ, kẻ cướp cả. Chẳng khác gì là ở trong nhà tù mà những người vi phạm pháp luật mà đáng nhẽ phải đi vào gì ạ, vào trong tù để nó ăn năn hối cải, mà bao giờ nó phải gì, phải thực sự là ăn năn hối cải thì mới hưởng cái chế độ khoan hồng của nhà nước. Nhưng chúng ta bây giờ thương họ và tất cả đem gì, đem chặt, đem mở hết khóa ra, thả hết người tù ra, ở trong tù ra thì có nhiều những kẻ nó chưa thay đổi tâm tính, thả ra nó sẽ tiếp tục đi gì, đi cướp bóc, đi giết người, đất nước sẽ bị loạn gì, sẽ bị loạn lạc vì họ mà thôi. Cho nên á, cái lòng từ bi của chúng ta phải đặt đúng chỗ. Chúng ta thấy chưa cảm hóa được họ thì cứ để đó cho gì, cho có những người khác cảm hóa họ. Người khác đó là ai? Đó là những người quản giáo, đó là những người ngành công an, ngành tư pháp. Chúng ta là sư, tu chưa đạt được đến như tâm của Phật Bồ Tát, chúng ta thả họ ra là gì? Là họ giết, họ làm hại xã hội, mà chúng ta không có quyền đó. Đấy, cho nên tôi nói rộng thêm như thế để chúng ta cũng liên đới thêm, liên hệ thêm. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, cái nghiệp của chúng sinh á, tạo ra là rất là lớn. Nhưng chúng ta nếu bằng cái tâm thiện, chúng ta có thể thay đổi được một phần nào. Thậm chí là chúng ta mà nhiều người cùng hướng thiện thì sẽ thay đổi được cái việc ác lớn. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói rằng tất cả những cái tội lỗi đó, những cái nghiệp nhân ở đời trước gây nên đó, nay gặp kinh Địa Tạng rồi đều dốc lòng, đều dốc lòng sám hối. Phải sám hối. Sám thế nào là sám hối? Sám ở trong nhà Phật, sám có nghĩa là bày ra, nói ra những cái gì, cái tội lỗi trước của mình đã làm, nói ra với Phật, với Bồ Tát, với Tam Bảo là trước đây mình làm những việc xấu ác như thế đó, đó gọi là sám. Chứ đừng có giấu, đừng có che giấu, đừng có cất giấu hư hư ra như cất giấu của cải quý ở trong người mình và trong nhà mình á, mà chúng ta phải bày ra thực tâm để đối trước Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, để bày ra những cái tội lỗi của trước của mình đã làm. Đấy gọi là sám. Hối tức là gì? Là hối cải, là phát nguyện đoạn trừ từ nay không làm những việc xấu ác đó nữa, đó gọi là gì? Là hối. Vậy sám hối trong nhà Phật, từ sám hối chân chính có nghĩa là bày ra những lỗi trước và nguyện chừa bỏ, không tái phạm, lặp lại những lỗi sau, đó gọi là sám hối. Đúng nghĩa của nhà Phật phải như thế các quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật nói tất cả những cái tội lỗi đó đều dốc lòng sám hối. Sám hối rồi á, hết chưa? Chưa hết. Trong này á, cái người dịch còn nói gì? Cung kính lễ Địa Tạng, đọc tụng kinh Đại Thừa. Không chỉ dừng lại ở sám hối mà còn cung kính lễ gì? Lễ Địa Tạng. Tức là chúng ta đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta gì? Quỳ mọp, chúng ta kính lễ Ngài. Vì chúng ta là người kém phước, kém duyên, cho nên chúng ta đỉnh lễ Ngài để cầu thêm tăng phước, tăng duyên, tăng thọ, vân vân, tăng trưởng công đức để tu hành, để phổ độ chúng sinh. Đọc tụng kinh Đại Thừa. Thế nào là đọc tụng kinh Đại Thừa? Kinh Đại Thừa là chỉ cho tất cả các bộ kinh Đại Thừa liễu nghĩa của Đức Phật, như là kinh A Di Đà này, kinh Vô Lượng Thọ này, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bi Hoa, kinh Thắng Man, kinh Đại Bảo Tích, kinh Địa Tạng, vân vân. Những các bộ kinh Đại Thừa liễu nghĩa đó là được chư tổ, các vị pháp sư Tây, các vị pháp sư là Tây Trúc, mình gọi là Ấn Độ đó, rồi Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân, các vị pháp sư đã dịch ra những các bộ kinh Đại Thừa liễu nghĩa của Phật, chúng ta đều có thể đọc tụng.
Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ có được đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng hay một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, còn những bộ kinh khác không được đọc tụng. Học Phật như thế là chúng ta gọi là gì? Gọi là thiên chấp, tức là chấp thiên lệch. Chấp thiên lệch. Có cái điều là chúng ta thấy là duyên của chúng ta với bộ kinh nào thì chúng ta chỉ thú vào bộ kinh đó, tức là nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh đó, học và hiểu bộ kinh đó cho gì? Cho tinh tường và y giáo phụng hành, làm theo lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh đó để cho tốt. Sau khi học tốt rồi thì chúng ta có thể chuyển sang học bộ kinh khác và lại đọc tụng bộ kinh khác, đại thừa liệu nghĩa khác. Đó, quan điểm của tôi là như thế. Mà quan điểm của mười phương ba đời chư Phật chắc chắn cũng y như thế. Nếu không như thế thì Phật không tội gì mà Ngài phải thuyết ra các bộ kinh làm gì. Nếu mà trên đời này con người ta chỉ cần một bộ kinh Địa Tạng là đổ được hết tất cả, thì Phật chỉ cần thuyết kinh Địa Tạng và giảng kinh Địa Tạng suốt 49 năm thôi. Hay là trên cuộc đời này chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ là đổ được hết chúng sinh, thì Phật chắc chắn chỉ thuyết mỗi một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, không phải thuyết những bộ kinh khác. Nếu như ở trên đời này có một vị giáo sư, vị bác sĩ, vị lương y nào nói rằng chỉ có một loại thuốc chữa khỏi tất cả các bệnh và tất cả các thuốc khác đều phải đem đổ ra sông ra suối hết, chỉ uống một loại thuốc của tôi là khỏi tất cả các bệnh nhá, thì vị giáo sư, vị bác sĩ đó, vị lương y đó là vì gì ạ? Nói gì ạ? Nói lời vọng ngữ, nói sai sự thật. Vì các quý vị, ta đau đầu mà vị bác sĩ cho chúng ta cái viên thuốc gì, đau bụng có khỏi không? Có khỏi không các quý vị? Khỏi làm sao được? Ta bị bệnh đau lưng, bị vôi hóa cột sống, mà bác sĩ cho chúng ta uống cái thuốc là gì? Thuốc tiêu chảy. Chỉ tiêu chảy có khỏi không? Không khỏi. Cho nên bệnh nào thì phải dùng thuốc gì? Thuốc đó. Chúng sinh chúng ta, Đức Phật thấy là gì? Có vô lượng vô biên những gì? Những căn tính, hành nghiệp khác nhau. Hành nghiệp khác nhau cho nên căn tính có gì? Có cao thấp khác nhau. Vì vậy mà Đức Phật gì? Muốn độ cho tất cả các tầng lớp chúng sinh, cho nên chế ra gì ạ? Thường thường chúng ta hay thấy Đức Phật chế ra gì? Chế ra 84.000 pháp môn để đối trị với 84.000 cái phiền não trần lao của chúng sinh. Chúng ta có phiền não kiểu gì thì chúng ta gì? Chúng ta dùng thuốc đó để mà uống, dùng pháp môn đó để mà tu. Chúng ta có bệnh đau đầu thì dùng thuốc đau đầu để Concen, Arazin, Farado để mà gì mà uống. Đau bụng thì dùng thuốc đau bụng mà uống. Đau lưng thì dùng thuốc đau lưng mà uống. Vân vân. Cho nên là Đức Phật ở thế gian tôn xưng Ngài là gì? Bậc Đại Y Vương. Đại Y Vương, đại tức là gì? Là to, là lớn, là không còn gì to hơn nữa, gọi là đại. Y là gì? Y tức là thầy thuốc. Y là chỉ cho thầy thuốc. Những người chữa bệnh cho mọi người thì gọi là y. Ví dụ như lương y hay là thần y. Đó. Chúng ta thấy thần y là giỏi chưa? Việt Nam chúng ta có thần y không các quý vị? Có, Việt Nam chúng ta có thần y. Thời xưa thì có thần y gì à? Thần y gì? Cái gì? Lê Hữu Trác đúng không? Mình gọi là tuệ tính đó. Đó. Không có phải có Lê Hữu Trác không? Tôi thì không rõ lắm cái đấy. Hình như thế thì phải. Hình như ngày họ Lê thì phải. Mình hay thường hay gọi là thần y ngày tuệ tính đó. Được gọi là thần y của Việt Nam. Ở Trung Quốc, thời Tam Quốc Diễn Nghĩa thì có thần y gì nhỉ? Mổ cánh tay cho Quan Vũ, Quan Văn Trường và chữa bệnh cho Tào Tháo nhỉ? Hoa gì? Hoa đà. Hoa đà. Và ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì phải nói là gì? Cũng có mấy người có thể được gọi là thần y. Như là gì? Về châm cứu thì có thần y gì ạ? Nguyễn Tài Thu. Về diện trần thì có ai? Bác sĩ gì nhỉ? Cái gì Châu? Bùi Quốc Châu đúng không? Thế giới họ công nhận. Các nhà khoa học thế giới họ công nhận là những bác sĩ thiên tài, là những người có đôi tay vàng của Việt Nam. Của thế giới chứ không phải của Việt Nam, riêng của Việt Nam. Đó. Rồi rất nhiều nữa. Đó, những người đó thì gọi là thần y. Tôi biết một cái ông cụ mà họ bắt mạch. Ông cụ này ở trên Vĩnh Phúc,
ở gần đường vào chùa Tam Đảo. Ông cụ này bắt mạch phải nói là gì? Phải nói là tôi gặp cái người này là người số một. Chưa bao giờ gặp cái người bắt mạch giỏi như thế. Tất cả những người bị bệnh đi vào, kể cả bệnh ung thư, bệnh xuôi hóa cột sống, rồi bệnh dạ dày, bệnh đường ruột, đường tim gan phèo phổi, có nghĩa là lục phủ ngũ tạng ở bên trong chúng ta. Bệnh gì thì bệnh đến, ngửa cái tay ra, cụ bắt mạch khoảng độ 1 phút. Cụ kể bệnh vanh vách như là chụp phim á, chụp cắt lớp á, chụp CT á các quý vị. Mấy năm trước tôi ốm, tôi bị ốm, tôi mệt, tôi lên đó được chứng kiến và phải xếp hàng để chứng kiến, rồi cụ ấy bắt mạch. Cụ ấy bắt mạch thì bình thường theo người học y á, thì bắt mạch thì thường về chỉ có mấy cái. Cái thứ nhất là gì? Nghe, nhìn và gì? Và hỏi và chẩn đoán. Nghe tức là gì? Là hỏi bệnh nhân xem, nhìn tức là nhìn sắc mặt, sắc diện của bệnh nhân ở trước mặt mình xem họ da vàng hay da xanh, da đỏ, mắt môi thâm xì như thế nào để chẩn đoán bệnh. Thứ hai là nghe. Nghe tức là gì? Hỏi để xem bệnh nhân là ăn cái gì, trước đây ăn cái gì, vân vân đó. Thì thường lại ngủ ra sao? Ăn thì ăn vào có tiêu hóa bình thường không? Tối ngủ có được không? Thì bệnh nhân kể xong rồi mới gì? Mới chẩn đoán. Nghe, nhìn, bắt mạch và chẩn đoán. À, đó là bình thường những người làm nghề lương y là như thế, thầy thuốc như thế. Còn bây giờ thì về y học phương Tây thì gọi là khám đó. Đo huyết áp, cặp nhiệt độ, thử máu, chụp CT cắt lớp vân vân thì mới gì mới chẩn đoán bệnh. Nhưng cái ông cụ ở trên Tam Đảo á, ông không có bất cứ một cái gì hỗ trợ, chỉ mấy ngón tay của ông sờ vào mình. Và ông nói gì mà tôi ở đấy tôi phục ông cụ năm nay gần 100 tuổi vẫn khỏe như bình thường, da rẻ vẫn hồng hào. Ông cụ ấy sờ bắt mạch và cái người kia đang định kể bệnh thì cụ nói rằng không cần. Nếu mà bác phải kể bệnh cho tôi á thì tôi có quản phải là bác sĩ được không? Cho nên không cần phải kể bệnh. Và cụ ấy đọc. Cụ đọc là, xin lỗi các cụ mà các Phật tử, là cụ ấy đọc là bác bị ung thư là khoảng độ tầm 4-5 tháng nay rồi. Và cái u này cụ ấy đọc nó ở đâu, nó lớn bao nhiêu cm, u nằm ở đâu và lớn bao nhiêu cm. Và cái cô đấy rớt nước mắt và bảo thưa cụ đúng thế, con phát hiện ra bệnh mấy tháng nay rồi, và bác sĩ họ bảo con cũng khoảng độ mấy tháng nay bị như thế, và con chiếu chụp CT cắt lớp á, họ nói là cái u của con nó đúng như thế. Đây có thể tôi nói là thần y của Việt Nam chúng ta ở cái thời đại này, phải nói cái chữa bệnh á, thì cũng chữa rất là, cũng nhiều người khỏi, nhưng tất nhiên cũng có nhiều người không khỏi. Thế chúng ta biết là đó, chữa bệnh thì chữa bệnh được về gì? Về bệnh của con người thôi, và mệnh thì làm sao mà chữa được? Đúng không? Mệnh thì không thể chữa được, mệnh thì chỉ có Phật mới chữa được thôi. Mệnh chữa được mệnh của Phật là gì? Phật thì cũng chữa được mệnh, nhưng mà gì? Cũng không chữa được gì? Được thân. Vì thân, Đức Phật nói là có thân thì sẽ có bệnh và có gì? Có già và có chết. Còn Phật đó thì chữa mệnh chứ không chữa thân. Chữa mệnh là sao? Tức anh muốn vĩnh viễn thoát ly cái sinh tử luân hồi về sinh già bệnh chết này thì hãy gì? Tín thọ phụng hành một câu A Di Đà Phật, tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên, tới khi xả bỏ bỏ thân vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được sinh ra từ hoa sen, thân từ do cha mẹ mà sinh ra bằng huyết nhục không? Không có. Tấm thân sinh ra là tấm thân kim cương bền chắc do công đức tạo thành mà, sinh ra do quang minh, nguyện lực của A Di Đà Phật mà sinh ra. Cho nên nó sinh ra bằng cái thân kim cương bền chắc như thế. Tuổi thọ thì bằng tuổi thọ của A Di Đà Phật, tức là vô lượng thọ đó. Tuổi thọ vô lượng không có tính đếm hết được. Công đức thì vô biên, quang minh thì vô tận. Thọ mạng này, công đức này, quang minh này, còn thiếu cái gì nữa? Không có cái gì thiếu nữa. Cho nên Phật chỉ có thể cải được mệnh chúng sinh, nhưng cũng không chữa được gì, được hết bệnh cho chúng sinh đâu. Có những bệnh là gì? Chữa được. Ví dụ như hôm qua chúng tôi nói là có trường hợp mà ông cụ bị cái bệnh ung thư nhất tâm tụng kinh địa tạng qua 49 ngày mà đi khám lại bệnh viện ca trung ương họ không phát hiện ra cái gì nữa. Họ lạ hỏi rằng uống thuốc gì, ông cụ bảo chả uống thuốc gì, chỉ có tụng kinh địa tạng thôi. Thì cái trường hợp đó là gì? Có thể Phật Bồ Tát chữa được bệnh, nhưng mà những cái người bệnh đó nó phải do gì?
do oan gia trái chủ ở đời trước kiếp trước nó tạo nên cái bệnh đó, thì tụng kinh có công đức hồi hướng cho oan gia trái chủ đó, nó bỏ gì, nó bỏ đi thì bệnh đó mới khỏi. Giống như trường hợp mà trong cái quyển Từ Bi Thủy Sám, quyển kinh Thủy Sám, chúng ta đọc quyển kinh Thủy Sám do ai tạo nên chúng ta nhớ không? Do quốc sư gì nhỉ? Do pháp sư gì? Pháp sư gì Đạt nhỉ các quý vị nhỉ? Hả? Tiền thân của ngài chính là ngài gì? Ngài gì Đạt quốc sư nhỉ? Tâm. Hả? Ngộ Đạt đúng không? À, ngài soạn ra cái bộ Từ Bi Thủy Sám này là vì cũng vì trước đây. Trước đây cái kiếp trước, 9 kiếp trước của ngài, trước 9 kiếp trước của ngài á, tức là kiếp thứ 10 về trước á, ngài vốn là một vị viên quan ở trong triều đình, có tên là gì, là Viên Án. Ngài có một người bạn nữa có tên là Tiểu Thố. Hai người với nhau cùng sinh với nhau trong một ngôi làng, và cùng học với nhau một người thầy, học văn học võ cùng học với nhau, và hai người cùng giỏi. Nhưng một người á, Viên Án thì gì? Thiên về văn học, còn Tiểu Thố thì thiên về võ học. Và sau này lớn lên hai người cùng đi ra thi và cùng đỗ quan, một vị thì đỗ quan văn, một vị thì đỗ quan còn võ. Sau khi quan văn thì thường là ở trong triều bày mưu tính kế để cho gì, cho quốc vương, còn quan võ thì thường ra biên cương chấn giữ biên ải, thậm chí là mở mang bờ cõi cho gì, cho quốc vương. Cho nên khi chiến tranh thì Viên Án được nhà vua trọng dụng. Khi chiến tranh xong rồi, bình định bờ cõi rồi, thì Tiểu Thố lại bị gì, bị thất sủng. Và vì là biết bạn của mình rất là giỏi, cho nên Viên Án bây giờ mới nghĩ ra cái mưu là gì, nếu ta không gì, ta không diệt cái mầm họa, tức là cái đối thủ là chính là người bạn thân của mình là Viên Án đó, à là Tiểu Thố đó, thì cái ngôi vị tể tướng của ta sẽ bị lung lay, mà sẽ bị chia quyền lực. Cho nên ta muốn là ta chỉ có dưới một người mà trên một người, dưới một người là dưới ai các quý vị? Dưới vua. Tể tướng thì dưới vua, nhưng mà gì, là trên tất cả các quan. Nếu mà quan đại thần mà cái vị đại tướng mà mạnh á, cầm binh mà đại tướng thì cầm binh mà mạnh á, thì quan tể tướng ở trong triều tiếng nói sẽ bị giảm. Cho nên ông lập mưu, ông bày mưu, ông nói sàm tấu với vua là Viên Án sau khi bình định bờ cõi cho đại vương, cho bệ hạ đó, thần nghe tin là Viên Án chuẩn bị gì, tạo phản và cướp ngôi. Nay bệ hạ muốn gì, muốn diệt cái mầm họa ấy, thì xin bệ hạ gì, cho gọi một mình ông ấy về, không cho binh lính đi theo, và vào tới thành, đóng cửa thành lại, vào tới cung và cho gì, cho các lính cận vệ của bệ hạ là gì, đem giết đi, đem bắt và nói vào tội tạo phản và kết tội giết và giết đi. Ông vua nghe vậy tưởng thật và cho gọi về và cũng gì, lập ra mưu mô đúng như đúng là Viên Án, là đưa ra cái mưu của Viên Án thì rất là giỏi. Còn Tiểu Thố thì do là tướng võ cho nên á, bộc trực ngay thẳng, nóng nảy. Tướng mà tướng võ thì bao giờ cũng thế các quý vị. Cho nên á, về tới một cái thì liền là vào tới một cái là vua bắt quân lính để hết ngoài thành, cho quân ở trong Tử Cấm Thành là cai quản thật chặt, không cho nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và ông ấy vào tới một cái không cho mang theo vũ khí, và liền là cho vệ sĩ sang bắt và kết tội luôn ở ngay dưới ngai, nói là gì, ông làm phản, không cho bao biện một cú nào, và liền sai là đem đi gì, chạm trước cổng thành để thị chúng. Và trước trên cái đoạn đường từ ở trong nội cung của vua ra cổng thành để hành hình đó, thì ông mới biết rằng là gì, do chính người bạn thân của mình từ thời nối khố là gì, sàm tấu với vua và giết mình, cho nên ông gì, ông kết hận. Và ông phát nguyện, trong tâm ông phát nguyện rằng, ông nói vào mặt của Viên Án là gì, ta sẽ gì, đời đời kiếp kiếp để tìm ngươi để báo thù, thù này mà không trả ta thề sẽ không gì, không phải là ta nữa.
Cho nên sau khi phát nguyện thề như vậy xong thì ông bị đem ra chém. Viên án, bây giờ lại nói về viên án. Viên án vì sau khi chém được bạn của mình là tiểu thố xong rồi á, thì ăn không ngoan, ngủ không yên và sinh ra bệnh. Và sinh bệnh. Và ông thấy là tội lỗi, thấy đau khổ, thấy tội lỗi, không sung sướng gì khi mà mình gì sàm tấu để giết người bạn, cũng chỉ vì cái lòng tham ích kỷ nhỏ nhoi của mình, sợ rằng á, cái quyền lực của mình phải chia đôi cho người bạn sau khi đất nước đã hòa bình. Vì vậy mà mình sàm tấu với vua như thế. Cho nên nay ân hận vô cùng. Và ông cũng gì, ông từ quan và xin xuất gia. Xuất gia, ông vào xuất gia trong một ngôi chùa. Ông ấy nhớ được cái, luôn là nhớ cái tội lỗi xấu xa của mình và ăn năn sám hối, một lòng tu hành cho đến suốt cuộc đời còn lại. Và ông trở thành một vị gì, cao tăng ở trong chùa. Nhưng mà gì, và do nghiệp của ông quá ác cho nên á, nó vẫn chưa được giải thoát, nhưng cũng không bị đọa vào trong ba đường ác. Cho nên ông lại tiếp tục sinh ra được làm gì, làm người, và lại đi tu cho đến gì, đến đời thứ 9 các quý vị. 9 đời xuất gia đều là cao tăng. Cho nên á, tiểu thố sau khi mất đi á, đi tìm ở trong cái thế giới tâm linh á, tức là làm quỷ đó. Vì ông ấy chết mà, ông ấy là tướng cho nên á, ông chết xuống dưới ông cũng có gì, cũng có người theo ông rất nhiều. Mình gọi là thần á. Ông không phải là thường, vì ông là một vị quan là thanh liêm, một vị đại tướng võ là thanh liêm chính trực. Cho nên ông mất xuống dưới quái âm thì ông vẫn gì, gọi là thần. Mình gọi là thành hoàng làng đó, vân vân, hoặc là thành hoàng của cả một khu vực đó. Ông có rất nhiều người theo ông, cho nên ông theo, ông tìm cái, ông viên án để báo án. Tìm hoài, nhưng mà đến thì 9 đời, ông đều làm sư, cao tăng đó, đắc đạo, cho nên không thể nào mà báo án ông được. Thì một hôm, Ngộ Đạt, quốc sư còn trẻ mới có hơn 20 tuổi mà được phong quốc sư. Cho nên đến vua mời vào cung thuyết pháp. Ông ấy thuyết pháp rất hay, ai nghe cũng phải hoan hỉ, không ai buồn ngủ đâu. Tôi thuyết pháp bây giờ các vị 10 người nghe thì 9 người có thể là tỉnh táo, 1 người gần gù. Nhưng mà quốc sư Ngộ Đạt thì thuyết pháp 1.000 người thì cả 1.000 người nghe đều không có ai buồn ngủ cả. Đó. Cho nên đó, Đức Vua phong cho ông là cái chức quốc sư từ khi mới có hơn 20 tuổi các quý vị. Hơn 20 tuổi và là quốc sư, tức là thầy của vua, là thầy của cả đất nước rồi. Quốc sư tức là thầy của vua, là thầy của tất cả đất nước. Tôi bây giờ chưa được phong cái gì cả. Đó. Ngài hơn 20 tuổi được phong quốc sư, tôi hơn 40 tuổi chưa được phong cái gì cả. Nhưng mà các quý vị biết, ngài thuyết pháp hay như thế cho nên vua mới cung kính tôn trọng ngài. Vì vậy không biết dùng cái gì, cúng biếu ngài cái gì ngài cũng không nhận. Vì ngài là cao tăng mà, tuổi còn trẻ nhưng mà đạo cao, đức trọng. Cho nên được vua phong quốc sư. Nhưng mà vua do nể quá, do kính trọng quá, như cúng cái gì ngày ngày không nhận. Cho nên vua mới gì âm thầm bảo người đi gì, bảo người đi tìm khắp các nơi ở đất nước để tìm lấy những cái cây gỗ trầm hương thật to. Gỗ quý gọi gỗ trầm đó, trầm là quý lắm. Làm một cái sập bằng trầm khảm chai thật là đắt, là đẹp nhất. Mà cả đất nước duy nhất chỉ có một cái, vua còn không có để dùng. Nhưng làm có một cái sập bằng trầm như thế, mang lên để dâng lên tòa ngồi để cho Ngộ Đạt quốc sư ngồi để thuyết pháp. Và Ngộ Đạt gì cũng hoan hỉ vì thấy cái việc mình vì pháp. Cho nên á, lên nó ngồi chắc không có gì, mình có tham cho bản thân đâu. Cho nên á, Ngộ Đạt quốc sư lên cái tòa của trầm hương gỗ quý bằng gỗ trầm khảm chai vân vân đó. Mà khảm chai thì chúng ta biết là cũng phải giết rất nhiều những con trai già, con trai lớn ở biển mới gì, mới có đủ ngọc như thế để làm. Cho nên liên quan tới gì, sinh mạng của sinh linh khác. Vì vậy mà khi ông ấy lên ông ngồi giảng pháp một cái thì ông bị tổn phước. Ông bị tổn phước cho nên mới bị là gì, viên án nhập vào thân của ông, biến thành một cái gì, cái nhọt ở bên gì, bên đầu gối của ông này. Và cái nhọt đấy các vị đọc trong cái quyển lương, cái quyển thủy xám á, Lương Hoàng Bảo, cái quyển thủy xám á, thấy cái phần giới thiệu các vị thấy không, cái nhọt có gì, có hình mặt người, mũi người và miệng, và cho cơm vào thì nó biết gì, biết ăn. Kinh chưa,
các vị đọc, tôi đọc ngày xưa tôi đọc thấy mà tôi sởn gai ốc. Cái mụn ở ở đầu gối có đầy đủ mặt mũi và miệng người, tai người, nó hình nó lở loét ra và nó nổi lên đầy đủ như thế. Mà gì, cho thức ăn vào thì nói gì? Nó biết ăn. Câu chuyện có nghĩa là vô tiền khoáng hậu, từ trước đến nay mới chỉ có một, chưa có hai. Cái chuyện mà u yếu mọc lên hình mặt người thì có rất nhiều rồi, chúng ta xem phim ảnh đài báo là có rất nhiều rồi, nhưng mà nó biết ăn thì từ trước đến nay chỉ có một cái đó mà thôi. Và sau khi ngộ đạt, quốc sư chúng ta thấy ngài bị đau đớn như thế, tìm tất cả các ông thầy thuốc ở trong hoàng thành, ở trong cung vua để chữa trị, ở trong đất nước cũng đều không khỏi. Nhưng may thay cho ông ấy, chúng ta thấy khi mà ngày xưa còn trẻ, năm 17, 18, 19 tuổi, ông ẩn cư ở trên rừng. Ông ẩn cư ở trên núi, thì lúc đó thì có một vị sư già, tức một vị hòa thượng già rồi, rất là già, mà bị bệnh gì? Bệnh cùi. Bệnh cùi là bệnh gì? Bệnh hủi đó. Bị bệnh hủi ngày xưa là không chữa được mà nó hay lây, cho nên ai cũng sợ. Nhưng mà riêng Ngộ Đạt Quốc Sư tuy là tuổi thanh niên trẻ trai tráng, về một vị tu sĩ trẻ như vậy không có sợ, cho nên luôn luôn gần gũi để giặt giũ và nấu cơm, chia cơm cho vị tu sĩ già bệnh hủi để ăn, và thậm chí còn giặt giũ cho vị ấy mặc. Và vị tu sĩ già kia cảm kích quá, và một hôm thì gọi cái vị sư trẻ kia nói rằng á, trong mấy năm qua tôi bị bệnh tật như thế, mọi người xa lánh, nhưng mà thầy thì không xa lánh mà lại còn gần gũi, còn giúp đỡ, còn nấu cơm cho tôi, còn chăm sóc tôi khi ốm, và còn gì giặt giũ cho tôi thấy rất cảm kích. Và nay tôi có việc chuẩn bị phải đi xa và không ở lại đây nữa, nhưng trước khi tôi đi thì tôi muốn trả ơn ông, sau này nếu ông có chuyện gì cần gặp á, có gặp vào bệnh khổ mà không thầy thuốc ở thế gian không chữa được á, thì ông đến cái địa danh nơi đó để tìm tôi, thì tôi sẽ mách cái người chữa bệnh cho ông. Và nói rằng đến nơi đó thì ông đến cái khu vực, đến cái đất đó, đến cái khu vực đó, đi qua bao nhiêu con suối, qua một cái đồi đó, thì đến đó thì ông nhìn thấy lên có một cây thông to cao nhất, và dưới tán thông thì có một ngôi chùa nhỏ, có một cái ngôi miếu nhỏ, thì nơi đó sẽ có một người ở đó sẽ chữa bệnh, khỏi bệnh cho ông. Sau khi mà bị bệnh xong, ông mới nhớ lại là mấy năm trước ẩn cư ở trên núi thì cái ông sư bị bệnh hủi kia có tên là gì? Kanaka. Ngài chính là Kanaka Bồ Tát, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Đắc đạo rồi, nhưng mà gì, ngài muốn hóa độ cho ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, cho nên ngài thì hiện ra cái thân là vị sư hủi đó, thực tế ngài là vị A-la-hán, là vị Bồ Tát Kanaka. Sau khi ngài chia tay rồi thì Ngộ Đạt Quốc Sư đi Hoằng Pháp, xuống núi Hoằng Pháp, còn ngài thì lại về trên ẩn cư ở trên cái núi Kê Túc đó. Núi đó là núi Kê Túc, nơi mà ngài Đại Ca Diếp nhập định đó. Ngài làm một cái miếu nhỏ, một cái am chanh nhỏ ở dưới cái gốc thông to, gốc to nhất ở trong cái núi đó, núi Kê Túc đó. Thì sau khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư bị bệnh như thế, chưa may ông khỏi, mới nhớ lại cái lời của vị sư hủi ngày xưa, mới cho người khiêng mình đến, nhờ người kiệu khiêng mình đến. Đến đó thì ngài mới bắt đầu là gì? Nghĩ rằng mình đi chữa bệnh không thể nhờ người khiêng lên, mà ngài bò lên. Đến gần rồi, bắt đầu ngài bò lên, nhìn thấy gốc thông to ở trên đỉnh đồi, ngài bò lên thì quả thật có một cái ngôi miếu nhỏ, mình gọi là cái ngôi gì, cái tịnh thất nhỏ ở dưới đó. Thì tới đó thì thấy cái vị sư hủi ngày kia, vị sư hủi ngày xưa thì bây giờ thì bệnh hủi không còn nữa, và vị sư hủi bây giờ bệnh hủi khỏi rồi, nhưng mà tuổi thì già hơn rồi. Vị sư hủi bảo rằng á, ta chờ ông đã lâu, bây giờ ông mới đến à? Thế bây giờ Ngộ Đạt Quốc Sư bây giờ đến, thấy vậy mới lễ đỉnh lễ, mới thưa với vị sư già kia là bạch hòa thượng, là con á bị cái bệnh như thế này, chữa thua thầy thuốc mãi khỏi, nay nhớ được lời ngài dạy ngày xưa ẩn cư ở trên núi vắng kia, thì ngài bảo con bao giờ bị bệnh không chữa được thì đến đây gặp ngài, nay con đến. Đến xong bây giờ cái vị sư già kia bảo rằng thôi bây giờ được rồi, thì đã đến đây rồi thì thôi, thì ông cứ đến giờ trưa rồi thì cứ ăn thủ chai, ăn cơm trưa đã. Thì Ngộ Đạt bảo là bạch hòa thượng, con đau lắm, ăn làm sao được, đau lắm không thể ăn được.
Thế ngài bảo thôi bây giờ thì thôi được rồi, đau nhau còn cố đi được không? Bảo con cố bò được. Vậy thì bây giờ ông đi xuống suối, mang lấy cái ống nứa, đi lấy cái thuốc, mang lấy cái ống bương, cái cây bương, cái ống nứa, mang xuống để lấy tí nước mang lên đây. Thế tưởng mang lên làm gì? Lấy được nước mang lên đổ tí ra cái chậu. Đổ tí ra cái chậu xong rồi cái vị ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á, đổ cái nước ra chậu thì Kanaka Bồ Tát á, vị tu sĩ già kia chỉ chú vào đó và bảo là lấy cái nước này để mà rửa vết thương. Thì nước rửa vào đấy đâu á thì tự nhiên là cái nhọt kia là nó gì? Nó kêu la thảm thiết mà nó khóc tới đấy. Và nó van xin, nó xin là gì? Xin với Bồ Tát là xin đừng giết con, xin đừng giết con. Con gì? Con đã biết là tội của con rồi. Một cái nhọt ở đầu gối mà gì? Phát ra âm thanh khóc lóc thảm thương và gì? Và xin là nói với Bồ Tát Kanaka, có sách dịch là Bồ Tát Ca Nhã Ca. Đó. Xin với Bồ Tát Kanaka là xin đừng giết con, xin đừng giết con. Và bây giờ Bồ Tát thuyết pháp cho cái oan hồn của ông gì? Ông tiểu thố kia nghe. Và lúc đó cái nhọt kia nó mới kể hết cái đầu đuôi sự tình là vì sao mà nó báo oán ông. Ông hòa thượng này, ông quốc sư này. Và ông quốc sư đó mới nhận ra là gì? Đúng quả thật là vì ngài cũng là một bậc cao tăng, lúc đó được Bồ Tát khai thị cho, điểm hóa cho nên ngài cũng thấy là cái kiếp trước, 10 kiếp về trước của mình đúng là cái vị tướng là có tên là Viên Án kia, vị tể tướng hại cái người bạn của mình là tiểu thố kia vậy. Và cái nhọt ở trong đầu gối của mình chính là hậu thân của ông tiểu thố. Còn vị quốc sư Ngộ Đạt kia chính là hậu thân của tể tướng Viên Án vậy. Và chúng ta thấy dùng nước để dùng nước thanh tịnh, cái nước cam lồ đó, nước đó gọi là nước cam lồ các quý vị. Cái nước của Kanaka Bồ Tát bảo vị tu sĩ là quốc sư Ngộ Đạt kia múc ở dưới suối mang lên, nó không phải là nước thường nữa mà là nước gì? Nước cam lộ, nước công đức của Bồ Tát cả đời tu hành, bao hằng hà sa kiếp tu hành của Bồ Tát Kanaka mới có được cái nước đó, chứ không phải là chúng ta đem múc dưới suối lên mà rửa mà xong đâu. Làm gì ai múc cũng xong được các quý vị.